Ten Hag chốt đội hình của MU đấu Sociedad lần đầu cho Ronaldo. Haaland lập hàng loạt kỷ lục khó tin tại Champions League. Mbappe rực sáng, PSG khởi đầu ấn tượng tại Champions League. Erik Ten Hag chốt đội hình của MU đấu Sociedad lần đầu cho Ronaldo. Đội hình của Màu Đỏ với Sociedad tại vòng bảng Europa League 2022-2023 vào lúc 2 giờ ngày 9 tháng 9. Tân binh Antony dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong đội hình ra sân của MU. Quỷ Đỏ đang hồi sinh mạnh với 4 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu gần nhất Quỷ Đỏ thành Manchester đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỷ số thuyết phục là 3-1 bằng các pha lập công của tân binh Antony và cú đúp của Marcus Rashford. Do vậy thì sau niềm vui đang có những nỗi lo về huấn luyện viên Erik ten Hag. Trung vệ Lisandro Martinez, một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của Màu Đỏ, đã phải tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Harry Maguire ở những phút cuối của trận đấu với Arsenal. Người hùng Rashford cũng được cho là đang gặp một số vấn đề. Trong bối cảnh mà lịch thi đấu đã bắt đầu dày hơn, trong thời gian tới sẽ liên tục phải đá một tuần hai trận, MU buộc phải xoay tua để đảm bảo không có thêm những chấn thương đáng tiếc. Vì vậy mà khả năng cao Martinez và Rashford sẽ vắng mặt trong đội hình xuất phát của MU ở cuộc tiếp đón Sociedad sắp tới. Một số cầu thủ đã liên tục cay ải từ đầu mùa như là Varane, McTominay và Sancho cũng có thể được dưỡng sức. Tất nhiên ở chiều hướng ngược lại, những Ronaldo, Casemiro, Maguire, Lindelof sẽ có cơ hội thể hiện tài năng. Thủ môn của Màu Đỏ mới chiêu mộ ở cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua là Martin Dubravka cũng dự kiến góp mặt trong đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến thì Sociedad cũng được dự đoán sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình thi đấu. Dẫu vậy, về cơ bản, câu lạc bộ xứ Basque vẫn giữ trục dọc là Momo Cho, David Silva, Martin Zubimendi, Robin, Lin Thomas trong sơ đồ đội hình 4-3-1-2. Về thông tin lực lượng của MU đấu với Sociedad, bên phía Màu Đỏ là Anthony Martial, Facundo Palestri vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek, Lisandro Martinez và Marcus Rashford còn bỏ ngỏ. Bên phía Sociedad, Mikel Oyarzabal, Martin Mertens chấn thương, Diego Rico và Carlos Fernandez chưa hoàn toàn bình phục. Haaland lập hàng loạt kỷ lục khó tin tại Champions League. Siêu sát thủ Erling Haaland đã ghi 2 bàn để thiết lập hàng loạt kỷ lục Champions League mới và cho thấy phong độ đáng sợ của mình. Cầu thủ người Na Uy trị giá 51 triệu bảng đã nâng tổng số bàn thắng cho câu lạc bộ mới của mình lên con số 12 bàn chỉ sau 8 trận đấu bằng cách ghi 1 bàn thắng trong mỗi hiệp trong chiến thắng 4-0 trước Sevilla, mặc dù chỉ có 19 lần chạm bóng cả trận. Phil Foden và Ruben Dias là những người còn lại ghi tên mình lên bảng tỷ số khi mà Man City khởi đầu hoàn hảo năm thứ 12 liên tiếp tại Champions League. Haaland hiện đã lập kỷ lục ghi bàn trong trận đấu ra mắt Champions League cho 3 câu lạc bộ gồm có RB Salzburg, Borussia Dortmund và Man City, và sau đó anh đã treat, UCL đã trở lại và tôi yêu nó. Haaland là một cầu thủ đầu tiên ghi được 25 bàn sau 20 lần ra sân tại Champions League. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được thành tích này khi mới 22 tuổi và 47 ngày. Ngoài ra, Haaland đã trở thành cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn trong trận ra mắt ở cả Premier League và lẫn Champions League. Chỉ tính riêng trong màu áo của màn xanh, tiền đạo này đang có tỷ lệ ghi bàn đáng sợ lên đến 54 phút mỗi bàn. Sau trận đấu, huấn luyện viên Guardiola nói: "Tôi thích thói quen này và nó trở thành thói quen trong mỗi cuộc họp báo sau trận đấu nói về Haaland và các bàn thắng của cậu ta. Hy vọng rằng cậu ấy có thể tiếp tục thói quen này. Những con số nói lên tất cả và đó không phải là 2 bàn thắng. Luôn có cảm giác rằng ấy có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Erling Haaland có cảm giác ghi bàn đáng kinh ngạc. Chúng tôi có những con số đáng kinh ngạc về các bàn thắng và chúng tôi sẽ cần phải tiếp tục điều này." Người đồng đội Kevin De Bruyne cũng có những chia sẻ về Haaland. "Và lúc này, Erling Haaland đang ghi những bàn thắng để giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi nghĩ các cậu ấy thích nghi với chúng tôi thực sự tốt, nhưng tôi nghĩ bên ngoài việc ghi bàn vẫn còn một phần khác trong trận đấu và tôi nghĩ phần đó khó thích nghi hơn." Mbappe rực sáng, Paris Saint-Germain khởi đầu ấn tượng tại Champions League. Tiếp đón Juventus tại lượt trận đầu tiên của bảng H Champions League, PSG đã có chiến thắng 2-1 với cú đúp của Mbappe. Ngay khi tiếng còi khai cuộc, PSG đã dồn lên tấn công ở phút thứ 6. Paris Saint-Germain đã có bàn thắng dẫn trước, Neymar có pha lốp bóng kỹ thuật loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Juve, tạo cơ hội cho Mbappe băng lên tung cú vô lê uy lực mở tỷ số cho trận đấu. Mbappe tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự của đại diện Italia với lợi thế tốc độ của mình. Tiền đạo người Pháp luôn giành chiến thắng trong các pha bứt tốc. Phút thứ 9, Marquinhos tung đường chuyền dài, Mbappe tăng tốc và dứt điểm, đáng tiếc là cú sút của anh lại không trúng bóng. Juventus cũng có câu trả lời ở phút thứ 19. Milik bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Donnarumma đã cản phá xuất sắc. Tiền đạo Vlahovic băng vào dứt điểm bằng pha đánh gót nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. Sau tình huống phản công của Juve, PSG đáp trả bằng bàn thắng thứ 2 của Mbappe.
Phút thứ 23, Hakimi tung đường chuyền chuẩn xác để Mbappe thực hiện cú dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Perin. Nhận hai bàn thua một cách chóng vánh, bà đồng già thành Turin vẫn loay hoay tìm bài giải tiếp cận khung thành của Donnarumma. Trong khi đó, PSG chơi chủ động hơn, các pha lên bóng nhịp nhàng của đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Juventus. Huấn luyện viên Marc Allegri vẫn chưa tìm ra được đấu pháp để ngăn cản bộ ba Messi, Neymar và Mbappe. Những phút cuối hiệp 1, Juve chưa chủ động hơn, những đại diện của Serie A lại bế tắc trong khâu dứt điểm. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ số 2-0 nhưng về chủ nhà PSG. Bước vào hiệp 2, PSG vẫn chưa chủ động nhằm gia tăng cách biệt. Phút thứ 51, Messi có pha đẩy bóng cho Mbappe bứt tốc. Neymar cũng băng lên, thế nhưng tiền đạo PSG quyết định tung cú sút ở góc hẹp thay vì chuyền cho Neymar. Cuối cùng cú dứt điểm của Mbappe không thành công. Ít phút sau đó, Juve có câu trả lời bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút thứ 54, từ tình huống tạt bóng ở cánh trái, McKennie bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Juve. Có được bàn thắng rút ngắn, tinh thần thi đấu của đại diện Serie A tự tin hơn. Liên tiếp các tình huống nguy hiểm được Juventus tạo ra. Đáp trả lại, PSG cũng có câu trả lời cho Mbappe, nhưng tiền đạo của PSG lại dứt điểm không thành công sau đường chuyền thông minh của Messi tại phút 64. Chỉ 4 phút sau, phút 68, Messi có pha cứ lòng quen thuộc nhưng bóng lại đi chệch của dọc khung thành thủ môn Perin. Những phút cuối trận, PSG vừa đá phòng ngự vừa phản công nhanh, Neymar, Mbappe đều có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Kết thúc trận đấu, PSG giành chiến thắng 2-1 trước Juventus. Tại trận đấu cùng bảng H, Benfica có chiến thắng 2-0 trước Maccabi Haifa. Như vậy thì Benfica tạm vượt PSG để giành ngôi đầu bảng, còn Juve và Maccabi Haifa là hai vị trí cuối cùng. Ở bảng F, Real Madrid có chiến thắng 3-0 trước Celtic, còn Shakhtar Donetsk có chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig. Trong khi đó, ở bảng E, RB Salzburg xuất sắc cầm hòa được AC Milan với tỷ số 1-1, còn Chelsea bất ngờ thua Dinamo Zagreb với tỷ số là 0-1. Haaland lập hàng loạt kỷ lục khó tin tại Champions League. Siêu sát thủ Erling Haaland đã ghi 2 bàn để thiết lập hàng loạt kỷ lục Champions League mới và cho thấy phong độ đáng sợ của mình. Cầu thủ người Na Uy trị giá 51 triệu bảng đã nâng tổng số bàn thắng cho câu lạc bộ mới của mình lên con số 12 bàn chỉ sau 8 trận đấu, bằng cách ghi 1 bàn thắng trong mỗi hiệp trong chiến thắng 4-0 trước Sevilla, mặc dù chỉ có 19 lần chạm bóng cả trận. Phil Foden và Ruben Dias là những người còn lại ghi tên mình lên bảng tỷ số khi mà Man City khởi đầu hoàn hảo năm thứ 12 liên tiếp tại Champions League. Haaland hiện đã lập kỷ lục ghi bàn trong trận đấu ra mắt Champions League cho 3 câu lạc bộ gồm có RB Salzburg, Borussia Dortmund và Man City, và sau đó anh đã treat, Usher đã trở lại và tôi yêu nó. Haaland là một cầu thủ đầu tiên ghi được 25 bàn sau 20 lần ra sân tại Champions League. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được thành tích này khi mới 22 tuổi và 47 ngày. Ngoài ra, Haaland đã trở thành cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn trong trận ra mắt ở cả Premier League và lẫn Champions League. Chỉ tính riêng trong màu áo của màn xanh, tiền đạo này đang có tỷ lệ ghi bàn đáng sợ lên đến 54 phút mỗi bàn. Sau trận đấu, huấn luyện viên Guardiola nói: "Tôi thích thói quen này và nó trở thành thói quen trong mỗi cuộc họp báo sau trận đấu nói về Haaland và các bàn thắng của cậu ta. Hy vọng rằng cậu ấy có thể tiếp tục thói quen này. Những con số nói lên tất cả và đó không phải là hai bàn thắng. Luôn có cảm giác rằng ấy có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Erling Haaland có cảm giác ghi bàn đáng kinh ngạc. Chúng tôi có những con số đáng kinh ngạc về các bàn thắng và chúng tôi sẽ cần phải tiếp tục điều này." Người đồng đội Kevin De Bruyne cũng có những chia sẻ về Haaland: "Và lúc này, Erling Haaland đang ghi những bàn thắng để giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi nghĩ các cậu ấy thích nghi với chúng tôi thực sự tốt, nhưng tôi nghĩ bên ngoài việc ghi bàn vẫn còn một phần khác trong trận đấu, và tôi nghĩ phần đó khó thích nghi hơn."